Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con đây như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chưa, tin hồng đẹp quá bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phải tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Chúa đã biết rõ ngày con qua đời Chúa không cho hay. Dòng đời ngày qua bao kế chia xa, mà lòng thầm suy nay người mai ta thế gian phù hoa. Cuộc sống mong manh chớ ham lợi danh, ngày mai chết đi sẽ mang được gì. Nay anh mai tôi chung đường chung lối, xuôi tay ra đi giã từ cuộc đời, vì trong tiếng cười có nước mắt rơi. Về nơi quê trời bên Chúa an vui. Trần gian hôm nay thắm màu xinh tươi, nào ai trên đời chưa quên ơn trời. Này người người ơi bên Chúa khôn vui, một lòng vị tha yêu người như ta, tránh xa phù hoa. Nay anh mai tôi chung đường chung lối, xuôi tay ra đi giã từ cuộc đời, vì trong tiếng cười có nước mắt rơi. Về nơi quê trời bên Chúa an vui. Một mình một bóng, để ai vơi đầy mắt vương lệ sầu. Tạm biệt người ơi có nhớ đến tôi, đừng hờn giận lâu ân tình phai mau, sẽ thêm buồn đau. Đừng có dối gian trai ngang tình nhau, ngày mai bước mau chúng ta gặp nhau. Nay anh mai tôi chung đường chung lối, xuôi tay ra đi giã từ cuộc đời, vì trong tiếng cười có nước mắt rơi. Về nơi quê trời bên Chúa an vui. Này câu châm ngôn nay người mai ta, người ơi vâng lời tiếng Chúa kêu Thank you.
xe giám mục giáo phận Phú Cường, vị cha thần tế, vị tu sĩ nạn cư, quý chức và cộng đoàn phục vụ, đặc biệt người thân của hai gia đình bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệp 71 tuổi và bà Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai 66 tuổi. Trước khi cha xuống xe của lãnh thánh lễ an táng, cầu nguyện cho 21 Maria, chúng con xin phép các cha để kính mời cộng đoàn cùng hiệp ý với những cha trong thánh lễ này. Chúng ta còn cầu nguyện cho linh hồn Carolo và linh hồn Giuse lễ dỗ 2 năm, linh hồn Giuse lễ dỗ 3 năm, linh hồn Giuse Maria lễ dỗ 5 năm, các linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Nhân dân cha và con và thánh thần. Vinh án của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha chú, kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Thì trong vấn đề an táng hôm nay, chúng ta có dịp để chia sẻ một bộ trong niềm tin và trong tình mến, chúng ta được mời gọi để cùng chết với Đức Kitô, và trong niềm tin này chúng ta cảm thấy mình không chỉ gần Chúa mà chúng ta còn gần nhau. Chúng ta cảm thấy nguồn ơn cứu độ của Chúa cũng như tràn đủ để có thể mang lại cho mỗi người chúng ta cần độ. Và tình thương của Chúa là tình thương của một đấng là cha của tất cả mọi người chúng ta, là con cái của Ngài. Vì thế, giờ đây trong niềm tin tưởng ấy và trong tình nguyện không của những người làm con cái Chúa, chúng ta sẽ sống dâng lời nguyện cầu cho hai linh hồn Maria an táng hôm nay, như linh hồn mà chúng ta mời gọi tới đến như nhà kiến sứ đã loan báo. Để rồi chính trong khi chia sẻ phần phúc của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã chịu đau khổ, đã chết và đã sống lại vì chúng ta, chúng ta tin rằng những người thân yêu của chúng ta sẽ được Chúa ban cho ơn cứu độ và sức đời đời trong nước trời. Với niềm tin tưởng nước con ấy, giờ thì chúng ta hãy thành tâm sám hối và lỗi lầm thiếu sót của mình và lại xin Chúa thứ tha để chúng ta được với bất xứng mà được cho vấn đề này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng Thánh Chị em, tôi là tâm tôi nhiều tâm tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót, lời tài tôi mọi ngàn, vì lời tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng chính, ta thiên thần, ta chúng ta dâng lời cầu nguyện.
dạy Chúa, xin nhân từ nhận lời chúng con cầu cầu, để đem chi đức tin của chúng con được nâng cao trong con Chúa phục sinh từ cõi chết. Xin cho đức cây của chúng con được thêm vững vàng trong khi chờ đợi ngày các con lớn con là Thánh Hồn Maria và các linh hồn được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là chúng con, người hằng sống và nhịn trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trên hồng ân dành cho con buông, trên cài đã đắp thương vẫn nặng con thôi.
quyền và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu hiện tại gần cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che khuất nên không nhận ra người. Người hỏi họ: các ông vừa đi vừa trao đổi với nhau chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một người tên là Cleopa trả lời: ông là khách hành hương duy nhất tại Jerusalem, không ai biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày này sao? Người hỏi họ: việc gì thế? Các ông thưa: việc liên quan đến ông Jerusalem, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và tổ lãnh của chúng ta đã đồng người để người bị kết án tử, và họ đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng chính người sẽ cứu chuộc Israel. Hơn thế nữa, các việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Nhưng có vài phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi sợ hãi. Họ đến mộ từ sáng và không thấy xác người. Họ trở về và nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Và người trong chúng tôi đi ra mộ và thấy mọi sự giống như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bây giờ Chúa Giêsu bảo họ: ôi những kẻ thờ dại và lòng trí chậm tin vào mọi điều các tiên tri đã nói, nào Đức Kitô đã chẳng phải chịu đau khổ như vậy và vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ Môi-se và tất cả các tiên tri, người giải thích cho họ những gì liên quan đến người trong toàn bộ Kinh Thánh. Khi gần đến hàng họ tìm tới, người làm như thể còn phải đi xa hơn nữa, nhưng họ lại ép người: xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Vậy người vào và ở lại với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc cùng rồi bẻ ra trao cho họ. Mắt họ mở ra và họ nhận ra người, nhưng người biến mất. Họ nói với nhau: còn chúng ta đã chẳng bừng cháy. Trong khi chúng ta đi, người làm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta lúc đi đường đó sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy trở về Jerusalem, gặp nhóm người một và các bạn khách đang tụ họp. Những người này nói với hai ông: Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Rằng Chúa sống lại, vinh quang, rằng vui mừng.
thì con cảm những người và đa số là những người tin Chúa tại cái biên chế đã thuê làm, có những người không có niềm tin, có những người có những tâm tình không tốt thì có khi họ lại bình bằng trong đó và bản đời thì rất là bất xứng, cảm thấy coi như đó là cái điều không hay cho đạo, cho cả Chúa nữa, bởi vì thì Chúa không có chịu đáp ứng những cái yêu cầu của họ. Thậm chí có người nói là tại vì tôi mua vé số thì rốt quà không có được kết quả Chúa không cho, cho nên nhiều người bị vậy là chịu. Để chúng ta có thể nhìn thấy những cái sự thể trong cuộc đời nó là thế, và có thể nói nếu như có việc Chúa Giêsu đã sống lại vinh quang là bởi vì Ngài đã vượt qua đau khổ và cái chết rất bi đát trên thập giá để rồi Ngài mới sống lại vinh quang được. Cho nên đó là một cái thực tế của con đường đức tin mà mọi người Kitô hữu chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu nghĩa là người thuộc về là môn sinh của Đức Kitô, những người đi theo cái con đường của Ngài, con đường mà ngày chúng ta được mời gọi phải bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Lại đối với Chúa, cái điều quan trọng không phải ở chỗ là chúng ta chết như thế nào, nhưng mà đúng hơn là cái quan trọng là chúng ta sống như thế nào. Cho nên bởi lẽ nếu như chúng ta có sống dựng mà chúng ta có chết tốt lành thì chưa bảo đảm gì đâu. Mà ngược lại, nếu như chúng ta sống tốt lành mà có chết dữ cách nào bị chăng nữa, chết cách bi đát như Chúa Giêsu trên thập giá, thì nó cũng không phải là điều đáng sợ, nhưng nó vẫn mở ra cho một niềm hy vọng vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu trong vinh quang, trong hạnh phúc. Đó là tin của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sống giữa cõi trần cái này, và chúng ta còn mang lấy thân phận tội lụy yếu hèn, cần được hưởng lòng thương xót của Chúa, cần được tình thương và những ân huệ cứu độ của chính Đức Kitô, chịu đau khổ, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang. Cho nên chúng ta không bi quan, chán nản, thất vọng khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình, nhìn vào cái chết của người thân yêu của chúng ta. Trái lại, khi chúng ta đã nghe lời sách thánh qua sách công vụ, các tông đồ đã nói rằng Thiên Chúa không có thiên tư ngay vì ai, nhưng bất cứ ai dù ở xứ nào, dù ở thời nào chắc nữa mà biết kính sợ Thiên biết sống cách tốt lành theo như lời Chúa dạy thì họ đều được hưởng ân phúc cứu độ của Chúa. Và rồi bài tiếp tục cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh là đấng cứu độ của chúng ta. Ngài đã sống lại từ cõi chết sau khi đã chiến thắng tội lỗi và sự chết qua cái chết thập giá của Ngài, thì Ngài luôn luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Ngài không có thể bị giới hạn trong không gian và thời gian hay trong một thân xác con người giới hạn này. Trái lại, Ngài có thể hiện diện để đồng hành với chúng ta trong nỗi khó khăn của cuộc đời. Ngài đồng hành với chúng ta trong cái cảnh ta chưa chết chắc, để rồi với lời của Ngài, với sự soi sáng thánh thần của Ngài, Ngài có thể mang lại cho chúng ta một sự nóng sáng lên trong tâm hồn của mình để chúng ta thêm tin tưởng, hy vọng. Và chính bản thân của Ngài đã hiến trao cho chúng ta để trở thành lương thực cho chúng ta, giúp cho chúng ta có thể nhận ra được Ngài trong cuộc đời này và thêm niềm tin tưởng, hy vọng để có thể từng ngày hành dạng trong bước trên hành trình đức tin của chúng ta. Cái câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe có thể một cách nào đó như là những thánh lễ
phút dạy bảo cho lần kinh thánh, rồi khi cử hành nghi lễ vẽ bánh, cái phần phục vụ lần thánh thể trong mỗi thánh lễ, cả hai phần đó giúp cho chúng ta thêm tin tưởng, hy vọng và được gặp gỡ chính Đức Kitô hiến mình cho chúng ta và cũng là đấng phục sinh luôn đồng hành với chúng ta. Cho nên thật là đẹp khi người thân yêu của chúng ta được Chúa gọi về cần phải an táng, mà chúng ta đặt cái vấn đề ta đặt được cái việc an táng, việc tiễn đưa người thân của mình trong chính cầu khí của thánh lễ, để lời Chúa sẽ soi sáng, sẽ quan tâm tâm hồn của chúng ta, khích lệ niềm tin của chúng ta, và chính ơn của Chúa qua nghi thức thánh lễ cũng sẽ đem lại cho chúng ta cái sức mạnh của niềm hy vọng, để chúng ta có thể can đảm vượt qua những thử thách đau thương của cái chết, của những chia ly mất mát đó. Vì thế trong thánh lễ này chúng ta biết được cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta, những người an táng hôm nay, những người đã an táng từ 1 năm, 2 năm, 5 năm trước đây, hay là những linh hồn người thân yêu của chúng ta mà được Chúa gọi về, chúng ta biết tự phó cho tất cả cái lòng thương xót của Chúa, để chính Ngài sẽ đem lại phần phúc đời đời cho tất cả trong nước trời. Và chúng ta cũng cầu xin Chúa nâng đỡ tất cả những đau thương buồn bí của tất cả chúng ta, nhất là những người tham gia đang buồn phiền vì những chia ly mất mát người thân yêu của mình, được vững lòng trong kẻ vì biết rằng Đức Kitô Chúa chúng ta đã chết và đã sống lại, thì chính Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta, cho người thân yêu của mình được sống lại nữa. Xin Chúa nâng đỡ và quý an tất cả chúng ta, nhất là trang nha, để rồi chúng ta được vững lòng trong kẻ hiện dân thánh lễ này và sống cuộc đời của chúng ta một cách tốt đẹp, an trong an bình, trong sự vững tin. Thank you.
nhân bài đạo và tương lai ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đã biết cách tiếp cận thờ lại quý linh Chúa, muôn đời thanh thi trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài vẫn qua tôn vô rằng. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng người.
hưởng sự sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi nhân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế đến người dạy chúng ta cha nguyện rằng.
con nài xin Chúa đền sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Phục vụ giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn, quý ông bà, cô dì, chú bác, họ hàng xa gần, quý vị thân yêu, quý chính quyền cùng toàn thể cộng đoàn, hai gia đình gia tăng chúng con xin dâng lên Đức Cha và Quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn lời tri ân cảm tạ. Thưa quý đứng cầu, ý niệm sinh khí tử quy đã diễn tả chọn kiếp sống con người được sinh ra và được trở về với cội nguồn. Trong chương trình xếp đặt của Thiên Chúa, những người thân yêu của chúng con đây đã được Chúa mời gọi trở về với Chúa ngày trong tuần thương khó của Chúa. Với niềm tin Kitô giáo, các gia đình chúng con xin phó thác hoàn toàn trong tình thương của Chúa. Thế nhưng với tình cảm tự nhiên, với sự gắn bó thân tình trong gia đình, thì sự ra đi của những người thân yêu đã để lại nỗi buồn đau thương nhớ cho mọi người trong gia đình, nhất là những người chồng và các con cháu bao năm sống bên nhau. Song nỗi buồn thương nhớ của các gia đình được vơi đi rất nhiều vì trong những ngày qua được các đấng bậc và mọi người đã đến phân yêu kính viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn những người thân yêu của chúng con. Và đặc biệt trong thánh lễ an táng hôm nay, được Đức Cha Giuse giáo phận Phú Cường mặc dù rất vất vả công việc mục vụ và chuẩn bị họp Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng Đức Cha đã thương về chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu của các gia đình chúng con. Chúng con xin cảm tạ Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận Thái Bình đã gửi lời chia buồn và đọc hồng hoa kinh thiêng và nghiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn. Con xin cảm ơn Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, quý cha và giám mục giáo phận Phú Cường, cha giám đốc cai sát giáo phận Xuân Lộc, cha thánh sứ Hòa Bình cùng quý cha đã gửi lời thân yêu và giới kính viếng dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu của chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha quản hạt là cha thánh sứ, quý cha phó sứ giáo sứ Hà Nội, quý cha đồng thế, quý cha luôn yêu thương các gia đình và những người thân yêu của chúng con. Qua quý cha, những người thân yêu của chúng con luôn đón nhận những của ăn đàn cũng như các bí tích. Và trong những lúc những người thân yêu của chúng con nằm xuống, quý cha đã tới thăm và sắp xếp các công việc ca lễ cho các người thân yêu của chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý dì, quý chức dân cửu, quý ban hội đồng giáo xứ giáo họ, các ban ngành đoàn hội, quý ông bà cô dì chú bác họ hàng xa gần, quý vị thân yêu cùng toàn thể cộng đoàn đã thăm hỏi, chia buồn, đặt vòng hoa kính viếng và nghiệp ý cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng con. Xin cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình giúp đỡ các người thân yêu của chúng tôi trong những ngày tháng trên giường bệnh. Xin cảm ơn ban tang lễ và mọi người đã giúp đỡ các gia đình của chúng con trong những ngày qua. Trọng kính Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn, suốt những năm tháng trong cuộc đời trần thế của những người thân yêu chúng con, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót trước mặt Chúa và mọi người. Quý đứng bậc và mọi người lượng thứ và cầu nguyện cho các linh hồn này trong được tưởng nhân thánh Chúa. Trong lúc gian xa bối rối, không tránh khỏi những thiếu sót, các gia đình tăng quyến chúng con, kính xin Đức Cha, quý cha và mọi người lượng thứ cảm thông. Một lần nữa, các gia đình tăng gia chúng con xin tiếp đồng cảm tạ và đồng phái tạ.
sau khi đưa tiễn người thân yêu của chúng con ra phần mộ, xin kính mời quý đức Phật và cộng đoàn về lại gia đình an táng. Ngày này ngày xuân nở theo mật độ các tín đồ, chúng ta hãy tin tưởng thần cầu cùng Chúa là lớn, mà còn vật và trung thành chúng cho cả. Cho khi này hai người chị em của chúng ta là bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệu và Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai đây cần được chôn cất vì gia đình yếu hèn, sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hạnh dư thánh. Và xin cho hai linh hồn Maria này được Chúa cho về vật vật một đáng thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót ơn khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được bình phục tử nhân lành và trên vai. Hai người chị em chúng ta đây đã được hưởng niềm vui muôn đời và chân phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hồng lập bên muôn muôn đời. Mẹ ru con giấc ngủ mơ màng, đưa con vào cõi thiên đàng tuổi thơ. Ngày nay con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, một lần duy nhất con ru mẹ hiền. Trong giây phút đời con xa mẹ hiền, ân tình này con ghi nhớ triền miên. Tình mẹ thương con chẳng khi nào con chẳng còn nghe những tiếng hà ơi, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời. Con ru mẹ giấc ngủ
nay mẹ bỏ con xa vắng. Mẹ ơi, từng lời ru xưa ấp ủ đời con, bao thương nhớ và bao nhiêu buồn buồn. Nhưng giờ này con biết đôi làm sao, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời. Con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu. Con ru mẹ lời ru trong tim con, lời ru mênh mang buồn, mênh mang buồn giọt lệ lăn trên môi con. Chúa
các tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa nhân từ xin lắng nghe. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng hai người chị em chúng ta đây cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác của hai người chị em chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho các người chị em chúng ta đây. Lạy Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin hãy ban cho hai linh hồn Maria được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người nghe chúng con lòng hối cải. Xin hãy đưa hai linh hồn Maria vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho hai bà Maria được ghi ân tín trong nước cơ tội. Xin đại thương cho hai bà Maria được vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng hai bà Maria trong tiệc thánh mình mau chúa. Xin đại thương nhận hai bà Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ hai linh hồn Maria được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng hôm nay được thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúa đã qua đời mà cho các người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho các tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho hai linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng hàn thu chiếu soi trên hai linh hồn Maria. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin yên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thêm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát em như sao chiều giật giờ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Nhận con trong giây phút này
đừng để cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đời.